Nãy giờ mới nghe tiếng này nha. 10.000 đồng. Để hỏi Kiaya thấy Illigos đánh ổn cô, có cơ hội đi giải cô. Cảm ơn tôi xài nha. Có chứ, chắc chắn là có rồi. Đi về net đó. Kiaya đang chơi răng. Kiaya bấm gọi phím vô nó gõ. Kiaya gõ vậy đó. Kéo ác vậy, kéo cái Win lên luôn. Trời ơi, chủ bắn cái Sam chưa? Sam thì chứ. Ôi, nó dám ăn sư giả rồi, mồ chôm tụi nó kìa anh em, ra quýnh anh em. Mồ chôm tụi nó gọi nó ăn, nó phải chết hai mạng ít nhất. Đánh đi. Ôi ôi, nhìn là thấy ăn chết hai mạng ít nhất rồi đó, chết ba luôn đó chứ. Chết hai mạng ít nhất, chết hai mạng thiệt. Tham mạng chết là đúng. Tham lam có ngay mà luôn á chứ. Hai cho lấy tiền giờ cho mất luôn nè. Ây da, một hit nữa mới mất. Chạy game mình luôn á, phải tìm cách làm sao để mình kiếm tài nguyên, còn bên kia nó mà làm sao nó bị hạn chế tài nguyên, dù là một con gift. Rồi, không cứ nhảy đâu, nhảy nó lát lên cái ngu công lát ra chết. Mấy này quen lắm. Trời ơi, chạy giật đồ sao chạy lẹ dữ vậy. Ôi, giật đồ. Súng đẹp thì phải tùy vô trường hợp ấy. Súng đẹp phải tùy vô trường hợp. Có những cái súng tưởng chừng rất là đẹp nhưng mà vô mấy cái góc địa hình nó si đa thì cái súng nó cũng phế. Game đánh chiêu chiêu thôi, win là đánh chiêu chiêu thôi, không cần làm gì đặc biệt á. Ngày nào thua thua rồi mình thua này kiểu mà bị nát luôn hay là kiểu khó đó, mình làm đặc biệt rồi giờ mình win đánh chiêu chiêu thôi. Ra farm về cầm bát bắn.
lên em nào. Hôm nay Amos không like nên qua xem đe, ngày mai Amos like lại thì mình vẫn xem đe, vì cái mình cần là kỹ năng. Cảm ơn anh đời nha. Lần giết gà tìm mình gặp của mình nó bỏ rồi, gà sẽ lên đây để đẩy. Giờ bụi nó biến giờ xong chết. Hồi biến giờ tại chỗ luôn, phải vô bụi nó chứ. Để giết chạy qua nó chạy lên. Trời ơi, má sẽ chịu dở rồi. Chạy đâu cho thoát.